một ý nghĩa mới, một cách làm khoa học. Trang trại Thành Chào hướng đến sản xuất vì nền nông nghiệp xanh, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Xuất thân từ nông dân, nhiều năm gắn bó với quê hương vùng biên giới Tân Hồng, Hồng Ngự, ông Nguyễn Văn Chào trăn trở trước lượng phân bò rất nhiều từ các hộ nuôi, làm ảnh hưởng môi trường sống và vẻ mỹ quan của địa phương. Từ đó, ông bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu qua tài liệu và học tập kinh nghiệm về phương pháp xử lý phân bò thành phân hữu cơ từ nuôi trùng quế. Nói riêng cái vùng Tân Hồng mình đi, bò thì rất nhiều, phân thì có khi phơi ngoài đường. Nói gì cái phản mà kinh tế thì nó cũng có kinh tế, nói về tính mà nhân văn á thì mình giải quyết những cái đó xanh và sạch. Thành ra mình có ý tưởng đó nên đầu tư để mở trang trại. Trang trại nông nghiệp tổng hợp Thành Chào ở ấp Thị, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng được xây dựng tổng diện tích trên 30.000 m², tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng với mô hình nuôi trồng tổng hợp gồm trồng cỏ, nuôi bò, nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi trùng quế cho ra phân bón hữu cơ. Trang trại bước đầu đã được xây dựng hoàn chỉnh giai đoạn 1, gồm hệ thống nhà xưởng, nuôi khoảng 150 tấn trùng quế, có tổng diện tích bồn chứa 5.000 m². Ngoài lượng phân bò tươi ở trang trại, còn thu mua phân bò của hộ nuôi ở địa phương từ 6 tới 8 tấn mỗi ngày. Với loại men vi sinh mà ông Chào đã nghiên cứu kết hợp phân bò tươi, sau 5 tháng nuôi, trùng sẽ phân hủy hoàn toàn phân bò, cho ra phân hữu cơ chất lượng cao. Ước tính mỗi ngày xuất ra 2 tấn phân, cung cấp đến nông dân bón cây trồng sản xuất theo quy trình nông sản sạch. Theo mình biết á, cái phân trùng đó thì cái thông tin thì nó rất là nhiều rồi, cái phần hữu cơ á thì nó sạch, xanh và sạch rồi, nó bền vững cho cây, nó không có như là hấp thụ chậm mà nhưng bền, chứ không phải như các dạng hóa học, phân hóa học. Còn con trùng thì đạm nó rất cao, khi mình chăn nuôi vậy nó giảm chi phí từ 30-35% trong cái việc chăn nuôi khi sử dụng con trùng này làm trung tâm. Sau hơn một năm đầu tư, trang trại của ông đã cung ứng phân hữu cơ rất hiệu quả cho cây trồng. Ngoài ra, trùng quế còn phối trộn sản xuất thức ăn riêng có nguồn dinh dưỡng cao cho cá và gia cầm. Ước tính doanh thu mỗi năm từ các nguồn nuôi trồng sản xuất của trang trại Thành Chào đạt khoảng 4 tỷ đồng. Riêng năm đầu đem lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Trang trại còn là nơi cung cấp giống trùng quế, tư vấn cho người dân địa phương áp dụng mô hình này phát triển kinh tế gia đình. Tôi cũng có chăn nuôi số bò. Rồi bây giờ cái phân bò thì bây giờ mình cũng không biết làm gì mà bán không được bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ thấy chú Chào này là có cái mô hình nuôi trùng quế này, thấy sản xuất nó có hiệu quả, rồi thành ra tôi mới tìm tòi tới đây. Rồi đặng tôi bắt một cái số giống về đặng chăn nuôi là thêm, là cũng như mình lấy cái phân bò đó là mình cho con trùng này ăn. Rồi khi mà cái con trùng này nó sanh sản ra nhiều thì mình không có đầu ra, thì có chú Chào này đó là thu nhập vô lại. Mình thấy trong cái địa phương thì như phân bò rồi trải ngoài đường, ngoài xá rồi nó dơ, nó ô nhiễm này kia nọ. Giờ bây giờ mở cái trang trại ra gì được á, thì cũng như mình thu gom, mình mua cái phân đó là để mình tiêu thụ cho cái con trùng nó ăn á, thì bây giờ nó có cái lợi nhuận là đều hai bên hết. Tuy trang trại mới đưa vào hoạt động, nhưng từ ý tưởng mới, biết ứng dụng khoa học trong sản xuất, biến những phế phẩm thành sản phẩm có ích trong nuôi trồng. Đây được xem là giải pháp rất phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp xanh và bền vững như hiện nay.